Hôm nay thầy giáo xin hướng dẫn à, sử dụng phần mềm hình thức trắc nghiệm vn à, để hỗ trợ học viên ôn thi nâng ngạch công chức cái môn tin môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin theo hình thức trắc nghiệm học viên có nhu cầu gọi điện với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số 0943078123 hoặc 0912 bốn để được cấp ký danh mật khẩu và đăng nhập vào phần mềm. Chúng ta ôn lý thuyết và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên các thầy chuyên đi dạy chuyên đi ra câu hỏi là phải bám sát vào mục tiêu uh, mục đích của kỳ thi là ôn thi nâng ngạch mang tính chất là phải phân loại học người đậu người trượt thì chúng ta phải làm được hệ thống câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên thì nó khác với lại các ví dụ như câu hỏi trắc nghiệm về luật cán bộ công chức là chúng ta phải làm hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên vân vân thì các cái thông tư nghị định khác nữa nếu còn các câu hỏi mang tính chất tìm hiểu về luật thì nó là chưa phân loại được học viên Đấy, cho nên các em chú ý điều đó thì để sử dụng phần mềm này chúng ta phải thực hiện bốn bước à, phần mềm có thể sử dụng được cả trên điện thoại và trên máy tính bước 1 trên điện thoại hoặc trên máy tính chúng ta khởi động cốc cốc trình duyệt hoặc là google chrome vân vân sau khi chúng ta khởi động xong chúng ta nhập cái địa chỉ à, là à, tên phần mềm là hình thức nghiệm vn đây là tên viết liền nhau và không có dấu À, chúng ta chú ý đây là dấu chấm rồi đến chữ vn à, tên là à, không chứa dấu cách và không và không có dấu à, chúng ta gọi đúng như vậy à, sau đó chúng ta bước 3 là chúng ta ta chọn mục 2 là môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức là chúng ta chọn đúng cái mục 2 sau đó chúng ta nhập ký danh và mật khẩu được cấp mật khẩu thì nó phân biệt chữ hoa chữ thường à, mật ký danh mật khẩu các em gọi điện một trong hai số trên điện thoại trên màn hình à, Hoặc à, qua Zalo, nhắn tin qua Zalo Thì các em nhận được ký danh mật khẩu Sau đó chúng ta đăng nhập vào phần mềm Thì sau đây thầy giáo sẽ minh họa luôn Thì trên máy tính của thầy đây là Google Chrome đây này à, ta, Sau đó chúng ta gõ cái cởi động Google Chrome Sau hình thức trắc nghiệm.vn Thì à, ôn thi tuyển công chức chúng ta chọn mục 1 à, Ôn thi... Nâng ngạch công chức chúng ta chọn mục 2 à, Nói chung là à, vì các mục này nó khác nhau mà à, Ôn thi công chức xã chúng ta chọn mục 3 Thế thì ở đây là à, chúng ta thi nâng ngạch à, công chức Chúng ta chọn cái mục 2 này này Môn kích thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức Chúng ta nhách chuột vào đây à, nháy, à, Sau đó chúng ta chọn là à, nhập ký danh Và nhập cái mật khẩu được cấp vào cái ô này sau chúng ta chọn là login để chúng ta vào vào phần mềm thế vào phần mềm đây chúng ta thấy ở trên đây nó có chữ anh anh liết thì nếu có chữ việt rồi thì thôi thì chúng ta chọn chữ việt nam đây cái đây có chữ việt nam này à, góc phải trên cùng màn hình để chúng ta chọn cái à, chữ việt nam thế sau đó là gì à, chúng ta đọc cái hướng dẫn ở trên đây thí dụ như mục 1 là tài liệu dùng chung cho thi nâng ngạch là ngạch chuyên viên ngạch chuyên viên chính ngạch chuyên viên cao cấp thì chúng ta chọn các cái luật, các thông tư, các nghị định, nghị quyết có trong phần mềm để chúng ta học. Thế còn mục 2 là các cái tài liệu riêng vân vân thì các em đọc ở trong phần mềm này. Thí dụ như là luật cán bộ công chức năm 2008 và sửa đổi năm 2019. Đây nó có mục 1, mục 2, mục 3, mục 4 đến mục 10. À, sau khi chúng ta học đến mục 10 thì mỗi mục là 60 câu 60 phút học khoảng 600 câu về luật cán bộ công chức sau chúng ta chọn cái mục 11 để chúng ta thi thử uh, trắc nghiệm cái luật cán bộ công chức xem chúng ta nắm được ở mức độ nào. Đấy cứ học đi học lại như vậy. Rồi chúng ta học cái luật tổ chức chính phủ, rồi chúng ta học uh, mục hiến pháp, đây, mục 1 đây, mục 2, mục 3, mục 4 cũng như vậy. Đấy, vân vân. Ở trong đây có rất nhiều thông tư, nghị định. Các thầy chuyên đi dạy chuyên gia hệ thống câu hỏi mang chất phân loại học viên. Và trong thời gian qua rất nhiều học viên ôn tập trên phần mềm này đã à, À, vượt qua là kỳ thi nâng ngạch từ uh, lên ngạch chuyên viên rồi lên ngạch chuyên viên chính rồi chuyên viên cao cấp này có nhắn tin lại cho thầy là cảm ơn chuyên viên vận động giỏi thí dụ như chúng ta học luật cán bộ công chức này thì đầu tiên chúng ta học ví dụ chúng ta chọn mục năm đây chẳng hạn này chúng ta chọn mục năm à, học uh, sau đó là chúng ta gì thực hiện đề thi đây chúng ta chú ý thực hiện đề thi Sau chúng ta chọn start đây thế thì chúng ta đọc uh, ở trong phần mềm này có phương án a b c d và bên tay phải tay trái này nó có các ô vuông thí dụ như chúng ta muốn về câu nào đó chúng ta kích chuột vào đây ví dụ muốn về câu 7 chúng ta kích chuột vào đây đây câu 7 đây chẳng hạn này theo luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2019 cái giá trị trong uh, trong ngọc kép đây này là kết quả đánh giá kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí sử dụng đào tạo bồi dưỡng khen thưởng kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ là phương án a là mục đích đánh giá cán bộ phương án b là mục đích à là b là là xếp loại chất lượng cán bộ c là nội dung đánh giá cán bộ d là tất cả phương án đều đúng như vậy là trong đấy có một phương án đúng và ba phương án gây nhiễu các phương án gây nhiễu là nó rất gần với phương án đúng cho nên khi học chúng ta phải đọc kỹ cả phương án gây nhiễu để khi kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta không rơi vào các bẫy. Thì ra đề trắc nghiệm khó nhất là các cái phương án gây nhiễu để làm rằng mà bẫy được là những học viên học hời hợt, học chưa chắc chắn thì sẽ rơi vào phương án bẫy. Chấm chừng mà những học viên học kỹ, để nắm vững được nội dung, có phương pháp suy luận thì sẽ không rơi vào phương án gây nhiễu. Cho nên các em chú ý thế. Đấy, như vậy ví dụ chúng ta chọn phương án A thì cái giá trị trong ngọc kép này à là nó 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 thuộc vào à, mục đích đánh giá cán bộ. À, thì đây chính là tên tên điều này. À, cứ một cái một cái dòng như thế này, ví dụ như đây câu 7 đây chính là tên điều. Thì cái giá trị trong ngoặc kép này nó thuộc điều bao nhiêu? À, thế thì chúng ta lúc đầu ta học chúng ta chưa cần là biết kết quả của mình là đạt như thế nào. Thì chúng ta cứ chọn cái 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 finish này. À, bên tay trái màn hình chọn finish này. chọn à, chọn finish, hết thời gian thì không làm được. À, thì chúng ta đang học mà. Thế sau đó chúng ta kéo xuống đây chúng ta nộp bài kết thúc này Chúng ta nộp bài kết thúc này Ban đầu thì chúng ta cứ học đã Sau đó là chúng ta đọc ở trên này Sau này nó kết thúc chúng ta thi thử được bao nhiêu điểm thì nó báo trên màn hình này đã. Thế thì ví dụ như chúng ta xem cái câu trả lời đúng nó sẽ có màu xanh Câu trả lời sai nó sẽ có một cái 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 này màu đỏ này Và vì sao đúng thì phải Vì sao sai thì ở đây nó hướng dẫn là cái Câu trả lời của bạn đúng này căn cứ vào trả lời của điều 27 là mục đích đánh giá cán bộ thì câu trả lời đúng đây là mục đích cán bộ chúng ta đọc cái phản hồi của phần mềm chúng ta biết được vì sao đúng vì sao sai khi đó chúng ta mở cái luật công chức lên điều 27 đây chúng ta đọc đây chúng ta mở cái luật công chức lên chúng ta đọc điều 27 này tên điều là mục đích đánh giá cán bộ đây là đánh giá cán bộ để làm rõ phẩm chất chính trị đạo đức năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao Đấy là ý thứ nhất, ý thứ hai là kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ. Như vậy cái giá trị này trong cái bôi đỏ này được được ra trong đề thi, nó chính là à, thuộc vào à, thuộc vào là gì? Thuộc vào tên điều là mục đích đánh giá cán bộ, cho nên chúng ta chọn phương án a là đúng. Cái giá trị đó chính là à, chính là mục đích đánh giá cán bộ này à, thuộc vào mục đích đánh giá cán bộ cho nên thuộc vào à, hướng dẫn đây đi điều 3, 27 và chúng ta cứ học đi học lại như vậy thì phần mềm nó luôn luôn phản hồi cho ta à, vì sao đúng vì sao sai rất là thuận lợi đấy, tương tự như vậy à, khi đó mà chúng ta đọc các câu khác đấy, thì ví dụ cái câu đây bạn trả lời sai nó nói là căn cứ vào điều 26 là là gì tên điều 26 là điều động luôn chuyển cán bộ và phương án đúng ở đây là chính phủ đấy phương án đúng ở đây là chính phủ đấy thì chúng ta để ý chúng ta cách làm như vậy chúng ta muốn về cái mục khác thì chúng ta chọn cái câu hỏi trắc nghiệm luật cán bộ công chức đây thì chúng ta để vào các cái mục khác để chúng ta thực hiện tương tự như vậy khi mà thi thử học rồi chúng ta sẽ tiến hành thi thử thì chúng ta chọn cái mục để thi thử đây để chúng ta thi thì khi thi thử thì chúng ta chúng ta thực hiện đề thi đấy thì chúng ta phải chọn phương án a b c hết thời gian là làm bài chúng ta không làm được nên chúng ta nộp bài sớm chúng ta vẫn chọn finish chọn finish nộp bài kết thúc À, để chúng ta được bao nhiêu điểm chúng ta đọc cứ làm đi làm lại nhiều lần. Để bây giờ chúng ta kết thúc cái phiên làm việc chúng ta muốn ấy chúng ta chọn trên cùng đây chúng ta chọn cái 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 cái, cái à, mục trên cùng là nó có cái hình à, của chúng ta đây à, chúng ta chọn thoát để chúng ta kết thúc phiên làm việc. Đấy, phần mềm rất dễ sử dụng học viên ôn tập rất hiệu quả học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo theo một trong hai số màn hình 0943078123 hoặc 0912595654 để được cấp ký danh mật khẩu đăng nhập vào phần mềm. Chúng ta ôn luyện các môn kiến thức chung môn tiếng Anh, môn tin theo hình chức trách nhiệm. Thì các thầy chuyên đi dạy ra câu hỏi rất hay, rất logic và trong phần mềm có hệ thống câu hỏi mang tính chất chúng ta học một cái luật là cũng ví dụ luật cán bộ công chức thì nó cũng từ điều 1 đến điều 87 luôn. mỗi một điều đều có hệ thống câu hỏi cho học viên thực hành thì chúng ta sẽ hát là gì ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được chúng ta cứ ôn kỹ trong phần mềm này Thầy thì giáo xin giới thiệu với học viên để các em thấy video hay các em ấn vào nút đăng ký sau ấn nút hình chuông để nhận video tiếp theo thầy giáo cảm ơn các em để chúc các em thành công